Đây, hôm nay em lên sóng cho các bác mà em họ Mi Thuần nha các bác nhé. Em này thì hot thì cực kỳ tốt luôn rồi. Chim Thuần sạch tay hot các bác nhé. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, chim Thuần có cánh có đuôi các bác nhé. Cực kỳ dễ chơi luôn. Đấy. Em này thì cực kỳ mau mỏ luôn nha các bác nhá. Đấy, cứ mở áo lồng ra là chơi, treo ra là nó hot. Đấy, đặc biệt là cầm trên tay chơi thoải mái các bác này. Cầm tay chơi bón sâu bón dế thoải mái vô tư nhá anh em nhá. Quá thuần, quá đẹp luôn các bạn. Nào, anh em nhìn này. Siêu đẹp luôn nha các bác nhé. Dáng dấp bóng bộ mà em này đúng là đẹp không tì vết luôn. Siêu phẩm luôn các bác nhé. Anh em nào kết thì alo ngay cho em qua số điện thoại là 0978 767689 các bác nhá. Chim như này các bác không chốt thì còn chốt em nào nữa. Đấy, chốt nhanh không à các em, anh em khác là alo chốt ngay. Bởi vì nhiều các bác em đăng video lên thì các bác nhất là nhiều khi anh em bận không xem được chẳng hạn. Hoặc là anh em chưa gọi ngay thì các bác khác gọi chốt rồi thì rất nhiều anh em bảo là tiếc. Đấy, nhưng mà bởi vì là chim thì nó chỉ một con thôi nên là em chỉ bán được cho một người. Đấy, rất là tiếc là như vậy. Bởi vì là từ Tết đến giờ ấy thì cũng mới kiếm được một hai con gọi là thuần mà chơi tốt như này thôi. Vì bây giờ là chim đẹp mà thuần chơi tốt như này thì kiếm rất là khó các bác nhá. Cái này đuôi quá đẹp luôn. Đấy, em này với anh em chơi thì cũng không chơi vào đâu được rồi. Quá tuyệt vời luôn các bác ơi. Cái lông này thì nó khá là nặng nên em cầm hơi bị mỏi tay rồi các bác ơi. Đấy, bây giờ thì chim đẹp và chim thuần thì càng ngày càng hiếm. Nên là các bác đã kết rồi thì alo cho em nhá. Đấy, chốt ngay thì kiểu anh em khác lại chốt mất thì rất là tiếc. Bởi vì là không phải lúc nào mình có thể kiếm được một con chim thuần và đẹp như này. Quá tuyệt vời luôn. Em này phải nói thật với các bác là khi các bác được cầm chim trên tay mà nhìn nó được tận mắt như này thì các bác mới thấy được hết cái độ đẹp của nó. Đấy. Anh em cầm như này hoặc anh em đặt bàn nước anh em chơi nhá, nó hot. Rất là hay luôn, rất là thú vị. Đấy. Khi anh em được cầm con chim trên tay ấy, anh em mới thấy được cái kiểu nó sướng một cách đặc biệt luôn chứ không như là mình xem video. Chim trên tay nó hót ngay trước mặt mình nhìn rất là thích các bạn. Em
đang cầm lồng trên tay các bác nhé. Này. Đấy, cầm lồng đưa đi đưa lại các kiểu vẫn hot. Đấy, con chim nó quá thuần rồi các bạn, quá thuần mà nó quá mau mỏ. Với những em thuần như này thì cực kỳ dễ chơi luôn các bác nhé. Đấy, các bác về cứ cắm mã đầy đủ, chăm bẵm là nó chơi thôi. Rất là dễ chơi. Bởi vì nó thuần người, nó nũa lồng rồi. Đấy, nó quen với môi trường ở trong lồng rồi nên là rất là dễ chơi. Và đặc biệt là nó không sợ người nữa. Cầm cái này hot từ đến tối luôn các bạn. Đầu mặt bóng bộ quá là đẹp. Đuôi nặng lá vả này các bạn. Đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, đấu chim thì xòe to hơn các bạn nhé. Nếu có chim được đấu, kè đấu với nó thì xòe to hơn. Đấy. Anh em nếu mà anh em nào chốt về nhá, thi thoảng anh em mình đến cuối tuần chẳng hạn, xách đi cà phê cà pháo với anh em. Con đấu với nhau, cười nó xòe, cánh nó giang, quá tuyệt vời luôn. Hoặc là đơn giản mình xách ly cà phê mình treo ra trước cửa nó hót là cũng đã hay rồi. Anh em mình nhâm nhi cốc cà phê ngay chim hót thì là quá tuyệt vời. Cao cầu đẹp tuyệt vời luôn em này. Nào một đặc điểm cho anh em nhìn nha này, ở dưới cằm nó này. Cái cằm nó có một cái chấm mờ, các bác nhìn rõ không thấy? Không biết các bác nhìn trong video có thấy không? Chúng ta phải được nhìn ở ngoài cơ, anh em cầm tận mắt tận tay như này thì mới thích này. Bởi vì là anh em nhìn có video ở cái màn hình điện thoại nó bé, anh em không thể nhìn rõ được con chim, không thể thấy được hết cái độ đẹp mà cái hay của nó. Con này thì quá đẹp rồi. Ha ha.